Đó bạn thấy không? Chỉ với một cái mẹo đơn giản thôi các bạn có thể kiếm 15 cuộc mỗi tháng nha. Mình sẽ chỉ á. Ở đây á, thì các bạn sẽ thủ cho mình là 400 đô vốn nè các bạn vào một trò chơi nè. Sau đó bạn sẽ chọn trò chơi này ha. Ở đây á, thì các bạn hãy vào cái mục lịch sử của nó nè. Sau đó mình sẽ dùng cái phương pháp là loại trừ thôi. Ở đây thì mình sẽ loại trừ cho bạn xem nha. Mình sẽ loại con vừa ra và hai cặp trùng là hai cặp mà có những con giống nhau, từ hai con đổ lên là mình tính cặp trùng nha. Đây một cái cặp trùng nè, rồi nó có một cặp trùng nữa nè, hai cặp trùng ha và con vừa ra. Đó, đơn giản như vậy thôi ha. Bây giờ mình sẽ thị phạm đi cho các bạn luôn nha. Rồi nó vừa ra một cái phiên khác nè. Bây giờ cái phiên này mình xét lại nha. Mình loại con 6 là con vừa ra nè. Ở đây thì mình có một cặp trùng là cặp số 0 nè, cặp trùng thứ hai là cặp số 2 nè ha. Mình sẽ loại là 6, 0 và 2 nha các bạn. Thì với lệnh là 400 mình sẽ đi là lệnh 4 đô nha. Đây, 6, 0, 2 thì mình sẽ đi những con còn lại ha. Những con nào mà loại là mình không đi. Đấy, công thức đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi ha. Thì trường hợp nếu mà lệnh để các bạn win á, các bạn sẽ kiếm được là 11 đô ha. Nó tương ứng với khoảng là 264k nhưng với tỷ giá 24 á. Thì mỗi ngày các bạn kiếm hai lệnh thôi thì nó ra khoảng 22 đô ha. Hai lệnh là cũng ok các bạn. Rồi các bạn chờ kết quả nó ra nha. Rồi nó con không nè, con không thì mình lót đúng không, không sao nha. Nếu mà lót á thì mình cũng có thủ của lệnh 12 để mình kéo lại nè. Thì với cái lệnh kéo này á thì mình sẽ đi lại cái lệnh cũ lúc nãy ha. Đấy, mình đi một cái lệnh cũ lúc nãy để mình kéo lại cái lệnh lót này. Rồi mình đi lệnh 12 ha. 12 tức là khoảng 3% vốn á. Ở đây thì mình sẽ đi là 1% vốn nha. Nếu mà các bạn có vốn 400 thì bạn đi là 1% là 4 đô. Còn nếu mà vốn 500 thì bạn đi là lệnh 5 đô. Hoặc là vốn 100 thì bạn đi lệnh là 1 đô ha. Cái con số 1% này mình đi, thứ nhất là nó đỡ áp lực. Cái thứ hai nữa là nếu có trường hợp mà có lót á, mình kéo lại nó cũng dễ dàng hơn. Cho nên là mình mới áp dụng cái phương pháp là 1% vốn ha. Nói chung bạn đi nhiều hay ít gì á thì nó cũng tùy vốn của bạn. Nhưng mà ở đây theo như là cái kinh nghiệm của mình đi á, thì mình đi 1% vốn nó sẽ ok la hơn là đi nhiều vốn ha. Rồi bây giờ các bạn hãy xem kết quả nó ra nha. Đây nó ra 1.9, mình kéo lại nè. Đó bạn thấy không. Rồi thì bây giờ á, nếu mà win á thì các bạn sẽ vào lịch sử bằng xét bạn đi ha. Ok thì mình loại con 9 nè ha. Mình loại con 0 nè. Rồi nó vẫn tiếp tục con 2 nè ha. Thì mình loại là 9 nè, 0 nè, 2 nè. Để đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi lệnh 4 nha. Đây. Đó, lúc nãy mình loại con 6 rồi. Bây giờ mình sẽ đi con 6 nha. Đây, mình loại con 9 rồi. Mình không đi con 9 nữa ha. Rồi. Thì trường hợp này nếu mà win thì bạn kiếm được là 11 đô ha. Còn lót thì mình vẫn đi một cái lệnh 12 mình kéo ra thôi ha. Ở đây mình đã thủ sẵn cho bạn một cái lệnh sơ cua để bạn kéo à. Cho nên là cái tỷ lệ mà bạn đem về nó rất là cao. Cái thứ nhất là mình loại 3 con mình đi 7 là cái tỷ lệ mình thắng lên đến là 7% rồi ha. Cái thứ hai nữa là mình dùng thêm một cái phương pháp là xác suất xuất hiện để mình đi nữa. Cho nên là cái tỷ lệ thắng rất là cao. Bây giờ các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây nó ra 5 mình win nè. Đây nó win ha. Thì để xem win hay lost thì bạn sẽ vào lịch sử bạn xem nè. Đây lúc nãy mình lost cái lệnh 28 mình kéo lại 33 nè. Mình trừ đi thì mình vẫn kiếm được là bao nhiêu? 5 ha, 5 đô. Thì lệnh này mình win 11 nè, thì mình kiếm là 16 đô ha. Bây giờ mình đi tiếp thì mình sẽ vào lịch sử mình xét mình đi. Đây mình loại con 5 nè. Vẫn là 0 và 2 nha. Đây, 0 và 2 nè. Rồi 5, 0, 2 nha. Mình sẽ đi lệnh là 4 nè. Đây. Lúc nãy loại 9 thì mình không đi 9 ha. Bây giờ thì mình đi 9 nè. Đây bây giờ loại 5 thì mình không đi 5. Nó đơn giản như vậy thôi. Rồi trường hợp này win á thì mình kiếm 11 đô ha. Các bạn hãy win từ hai lệnh các bạn chốt thôi. Một ngày á, thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó đỡ áp lực ha. Mình đi mình kiếm tiền dễ dàng thôi, mình đừng có bào quá nha các bạn. Ok mình chờ kết quả nó ra. Đây nó ra 6 mình win đây nè. Đấy, muốn xem win hay lost thì mình xem kết quả đây. Đây lúc nãy là kiếm 6 đô đúng không, 6 cộng 22 là mình ra khoảng 28 các bạn. Thì với cái phiên này mình kiếm đâu đó khoảng 600k nữa các bạn. Rất là ngon nha. Lệnh với chỉ cần 400 đô thôi. Nhưng mà lời khuyên các bạn chỉ kiếm hai lệnh mỗi ngày nên là nó ok ha các bạn. Rồi thì ngoài ra mình còn có chương trình là nạp thưởng 3 lần cho các bạn nha. Nạp lần đầu tối thiểu từ 20 thì bên mình thưởng 3. Nạp lần 2 tối thiểu từ 20 thì bên mình thưởng 5. Còn nạp lần 3 tối thiểu từ 200 thì bên mình thưởng 20 nha. Để nhận được ưu đãi này, điều kiện là các bạn phải đăng ký qua link giới thiệu của mình. Link thì mình để phần mô tả với phần comment đều có nha. Trường hợp các bạn sạch không ra, các bạn có thể lên Google bạn gõ đúng cái từ khóa này là nó ra nha. Sau đó các bạn đăng ký tài khoản. Đăng ký xong các bạn nạp tiền, các bạn liên hệ với bạn này thì bạn này sẽ hỗ trợ tặng thưởng cho bạn nha.
Và trường hợp các bạn không biết cách nạp đó, thì bạn này cũng sẽ hỗ trợ bạn cái cách nạp như thế nào luôn nha. Bạn này sẽ hỗ trợ bạn từ A đến Z mọi vấn đề về Coinbit. Và đây là cách giúp cho bạn kiếm 15 triệu mỗi tháng từ sàn Coinbit. Chúc các bạn thành công và kiếm được nhiều tiền trên sàn Coinbit nhé.